Đây là nhà Yến đóng gỗ ngang luôn nha anh em, một không có nói chỉ một đường đi giữa thôi. Nói chung là tổ thì nói chung là tổ A rất là đẹp anh em. Ok anh em ha. Nói chung là khi một nhà Yến mình đã thành công rồi thì bao nghĩ nên đóng ít gốc cổ lại. Ok anh em, thì nó bao nghĩ cái hiệu quả nó đem lại nó sẽ cao hơn. Chứ còn đôi lúc chúng ta đóng khung nhiều quá, nó tạo ra tổ B, tổ C quá nhiều. Thì bao nghĩ là nó cái nhà Yến mình tuy năng suất có nhiều nhưng mà khi mà đem xuống mà bán tổ bán này kia anh em thì cái giá nó không bao nhiêu. Tại vì BC thì nói chung là cái giá nó rất cực kỳ thấp anh em. Hiện giờ giá Yến hiện giờ thấp nữa, mà khi một nhà Yến năng suất nó cao ví dụ 1 tháng 5 kg 10 kg xuống mà toàn tổ B tổ C không là thua luôn nha. Ok anh em ha. Mấy bạn anh Indo này, mấy các bạn bên Malaysia anh em ơi, thời gian ban đầu người ta không có đóng gốc luôn, nhưng mà sau này khi mà tổ Yến nó ok rồi từ người ta đóng gốc bao tròn anh em. Thứ nhất là không có giá, không có thứ nhất là làm cho cái liên kết gỗ trong nhà Yến nó rất là chắc chắn. Thứ hai nữa là nói chung là nó không có cái không gian cái lỗ chính giữa anh em. Nếu chúng ta đóng cái góc kia thì nó cũng là nó có cái lỗ giữa dán thằng đằng vô nợ rất là nhiều anh em. Ok anh em ha. Còn chúng ta làm cái gỗ bồ tròn này kia thì nó cũng không có không gian cho thằng đằng dán nó ở lại này, nó cũng nó ok hơn và liên kết nó cũng chắc chắn hơn anh em. Ok, xin chào anh em ha.